chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Kiển Kim Trang bên em. Hôm nay là kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ. Bây giờ nhân dịp ngày sinh, em cũng lời đầu tiên em kính chúc đến cả nhà YouTube cũng như là toàn thể quý ông bà cô chú anh chị và các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ xem kênh YouTube bên em. Chúc là tất cả luôn dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Thế hôm nay em cũng lên clip YouTube, em giới thiệu cây bông trang hồng lá lê. Đây là cây hồng lá lê bên em. Thì sau đây là em sẽ quay cái mặt bông, chính diện cái mặt bông rồi em giới thiệu sơ lược cây hồng lá lê để giới thiệu đến ông bà cô chú anh chị và các bạn. Dạ đây là cái mặt bông trang hồng lá lê ạ. Dạ thì cái bông ảnh màu hồng, cánh của ảnh thì cũng nhọn, cánh ảnh ốm ốm, ảnh nhọn nhọn cái cánh à. Cái chân ở bông thì ảnh thưa nha cả nhà. Ảnh được cái là cái màu ảnh màu hồng, cái lá thì y chang lá lê luôn, thành ra là bên em gọi là trang hồng lá lê. Hiện tại cái cây mẹ này của em thì ảnh có hai bông. Cây mẹ này em đăng bán luôn nha cả nhà. Cả nhà có nhu cầu mua là cứ inbox em ạ. Rồi ở dưới này là những cây con à. Đây những cây con, những cây con bên em ạ. Cả nhà cứ inbox Zalo em là em sẽ quay chụp hình cụ thể từng cây để gửi đến cả nhà. Đây là cây con bên em. Được một cây này anh cũng đang có bông à. Cái mặt bông của anh, cây là một cốt hết nha cả nhà. Đây. Cây mẹ này là em bán luôn nha cả nhà. Cả nhà có nhu cầu mua là inbox em bán cây mẹ luôn à. Đây, cái gốc cây mẹ rất là to à. Thân bụi này là mình về mình làm giống rất là ok ạ. À. Đây là cái mặt hoa. Dạ vậy là vừa rồi em đã giới thiệu sơ lược các cây bông trang hồng lá lê đến cả nhà. Cả nhà có nhu cầu mua bông trang hồng lá lê cũng như là các loại bông trang mà em đã đăng vào những cái video trước thì cả nhà cứ inbox số điện thoại em để trên tiêu đề là 0911643600 và đó cũng là số Zalo của bên em. Cả nhà kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho em đều được ạ. À. Em đều trực máy 24/24 ạ. À. Dạ bên em là có cây cây con. Đây là những cái mẫu cây ảnh đang có mặt hoa. Cây con thì ảnh chưa có hoa nha cả nhà. Còn cây có hoa thì ảnh sẽ cái giá tiền ảnh sẽ khác ạ. À. Dạ rồi vâng. Rồi em cũng một lần nữa em chúc cả nhà có ngày sinh nhật Bác thật là vui vẻ, ấm áp bên gia đình và người thân. Bye bye cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh YouTube của em trong thời gian qua. Ai lần đầu tiên đến với kênh YouTube xem ủng hộ em thì cho em xin một like ạ. À. Dưới ai chưa đăng ký kênh cho em xin một lượt đăng ký ạ. À. Ở cái chữ đăng ký ở góc bên phải ở dưới video ạ. À. Tất cả đều là miễn phí ạ. À. Rồi em xin chân thành cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn. Bye bye.